Xúc cảm chi phối mạnh mẽ hành động của con người, từ đó ảnh hưởng đến kết quả của nó. Trên thực tế, không có quyết định nào của con người là thuần lý trí, luôn luôn có vai trò của cảm xúc trong đó. Chỉ số xúc cảm, EQ hay còn gọi là sự thông minh của tâm hồn hoặc thông minh trong xúc cảm là khả năng nhận thức, hiểu và truyền đạt cảm xúc. Chỉ số EQ cao sẽ giúp cho trẻ phát triển tốt khả năng giao tiếp, diễn đạt, hòa đồng với bạn bè, giúp trẻ thích ứng nhanh với cuộc sống. EQ có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển của con trẻ. Và chính vì thế, chương trình rèn luyện trí tuệ cảm xúc You Can Do It Education lần đầu tiên đã được các trẻ làm quen tại công ty cổ phần giáo dục iKids. Có những nghiên cứu nó chỉ ra rằng giữa trái tim và trí óc có một mối liên hệ, đó là chỉ số cảm xúc. Chỉ số cảm xúc này thì nó cũng chi phối toàn bộ các hoạt động trí não khác. Ví dụ khi mà một con người mà có trí tuệ thông minh nhưng họ lại không biết làm sao để giao tiếp với tất cả những cái thành công trong tương lai cũng như các mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội, họ đều không thể đạt được. Chính vì vậy mà trung tâm iKids đã mua bản quyền của chương trình You Can Do It, là một chương trình rèn luyện trí tuệ xúc cảm hàng đầu của Australia. Và cái chương trình này thì để xây dựng ra cái trí tuệ xúc cảm thì sẽ thay đổi tư duy của trẻ chứ không phải là thay đổi cái hành vi. Dựa trên những tư duy đó để xây dựng ra 5 nền tảng tính cách cơ bản. Từ đó chúng tôi sẽ rèn luyện cho trẻ có 5 nền tảng tính cách cơ bản là tự tin, kiên trì, biết tổ chức, biết hòa nhập và quan trọng nhất là biết thích nghi với môi trường. Đây là chương trình được thiết kế dựa trên những nghiên cứu về tâm lý hành vi nhằm tạo ra sự liên kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội để phát triển năng lực tình cảm xã hội của trẻ. Với những giờ học vui vẻ, sôi động, cùng những buổi học ngoại khóa thú vị sẽ khơi dậy sự thích thú khám phá thế giới xung quanh cho trẻ nhỏ. Trẻ sẽ dần dần hình thành xúc cảm, sự thông minh của tâm hồn thông qua những bài học. Chúng mình đã quen bạn gì nhỉ? Mimi! Lúc đó bạn ấy nhát nhưng về sau bạn ấy đã không nhát luôn. À bạn ấy không... tự tin hơn rồi ạ. À bạn ấy tự tin hơn. Bạn tự tin hơn, bạn ấy thể hiện như thế nào nhỉ? Đâu rồi, bạn ấy thể hiện như thế nào? Cô Thắm mời bạn Minh Đăng nào. Bạn con đi thể hiện như thế nào nhỉ? Thẳng ạ. À, bạn ấy đứng thẳng và cao này. Rồi gì nữa nhỉ? À, cô mời Mỹ Anh. Con đang con là nói to rõ ràng và nói chuyện gì mà người nói chuyện thôi. Đối với lứa tuổi mầm non, thì việc xây dựng những thói quen tốt, những cách suy nghĩ tích cực sẽ hữu ích cho trẻ vì đây là thời điểm tốt nhất để áp dụng các phương pháp giáo dục trí tuệ và cũng là thời gian để trẻ dễ dàng thực hành những điều đó vào cuộc sống. Chương trình xây dựng cho trẻ làm quen và nhận biết, gọi tên xúc cảm để có được 5 nền tảng tính cách cơ bản đem đến thành công và hạnh phúc cho trẻ. Với những trải nghiệm xúc cảm bằng tình huống cụ thể, trau dồi nuôi dưỡng xúc cảm cho trẻ thông qua các hoạt động trò chơi, bài hát, đóng kịch có liên quan tới các nền tảng cá tính đang hướng đến. Theo kinh nghiệm của tôi thì tôi nhận thấy là các bé rất là ở chỗ này, các bé đã hòa nhập rồi, các bé đã thích nghi rồi thì các bé rất tự tin. Các bé có thể nói chuyện, các bé thôi chạy nhảy với tất cả các bạn. Thế nhưng khi mà bước vào một môi trường mới, ví dụ đến đây làm quen với lớp tự tin thì chắc chắn lúc đầu các con cũng sẽ phải làm quen với nhau. Và chúng tôi dễ làm sao để các con có thể làm quen với nhau dễ dàng hơn, các con có thể mạnh dạn hơn để làm quen với nhau thông qua có thể trò chơi. Chứ bọn tôi không bắt buộc con là con đứng lên, con nói đi, con thể hiện đi, con chào các bạn đi. Chúng tôi không làm như thế và chúng tôi lồng ghép qua các trò chơi, ví dụ như các trò chơi tìm tên, trò chơi giới thiệu. Chúng tôi sử dụng những trò chơi để làm sao khi mà các con thể hiện mình nhẹ nhàng nhất, gần gũi nhất thì cứ dần dần như thế thì tôi nghĩ rằng các con sẽ có sự thay đổi. Với mỗi đứa trẻ thì mình cần sự thay đổi từ từ chứ không thể nào mà đột phá được. Thay bằng việc là sẽ đưa cho trẻ dạy bé phải đứng trước đám đông hay tập làm một MC chỉ là một hành động cụ thể, mà chúng tôi sẽ rèn luyện các tư duy, ví dụ như biết giúp trẻ biết chấp nhận bản thân, biết mắc lỗi không làm một điều gì quá lo lắng, giúp trẻ biết tự lập và có một cái tư duy là tôi sẽ thể làm được, tôi có thể làm được. Từ những cái tư duy đó thì nó sẽ tạo ra những cảm xúc tích cực. Mà cái cảm xúc tích cực này chính là nền tảng của cái rèn luyện trí tuệ xúc cảm, sẽ giúp bé sẽ có thể những hành động như là nỗ lực hay phấn đấu nhiều hơn. Và từ đó mà đưa ra những cái hành động như là có thể nói to, dáng đứng ra làm sao trước đám đông, cũng như là có thể chia sẻ được nhiều hơn với cha mẹ và bạn bè. Ngoài những giờ học thú vị trên lớp, mỗi khóa học cũng dành thời gian với bài học thực tế qua những chuyến đi dã ngoại, cũng sẽ giúp các trẻ hiểu hơn về thế giới xung quanh.
Thực tế cho thấy, một trong những nguyên nhân làm chậm khả năng, sự phát triển cũng như hạn chế tình trạng tâm lý tích cực ở trẻ thuộc về tình cảm xã hội, gia đình, trường lớp, bạn bè xung quanh là nơi để trẻ bộc lộ cảm xúc và hòa nhập để hình thành những ứng xử trí tuệ, tạo nên sự thông minh trong tâm hồn. Thông qua những bài học thực tế, các trẻ sẽ được giao lưu với nhau, cùng nhau tìm hiểu cuộc sống bên ngoài, có thể đơn giản là màu sắc, hình dáng hay các loại cây cối. Tôi cũng rất là tâm huyết nếu như cái chương trình này thành công trên tất cả các trẻ em sẽ thay đổi được tư duy của cả một thế hệ Việt Nam thì sẽ rất là tốt và góp phần vào đóng góp một cái tương lai mới, một cái thế hệ mới, thế hệ trẻ có một cái tư duy tốt, tự tin, có khả năng kiên trì, có khả năng tổ chức trong công việc, trong cuộc sống của mình và có khả năng hòa nhập thích nghi trong các môi trường. Cũng rất là tình cờ, cháu là học ở một cái trường mầm non ở Hoàng Gia và IKID cũng có giới thiệu cái chương trình You Can Do It tại trường và là về cái kỹ năng sống, thì cũng có một cái buổi hội thảo để giúp cha mẹ hiểu thêm về cái chương trình này. Và tôi muốn là cái chương trình này sẽ giúp ích cho con mình trong cái việc tạo cái sự tự tin cho bé trong cái cuộc sống hoặc là những cái sinh hoạt hàng ngày. Chương trình này là có sự trao đổi thường xuyên giữa mỗi khóa học, mỗi cái buổi học và là các cô cũng trao đổi trực tiếp phụ huynh để đưa ra cái cách dạy cho hợp lý nhất để con có thể có tiếp thu được một cách tốt nhất. Nhưng một trong những yếu tố quyết định đến khả năng phát triển trí tuệ cảm xúc của trẻ là sự giao tiếp, sự quan tâm và giúp đỡ từ phía gia đình, bởi trẻ có thể học hỏi tốt nhất là qua những hành vi của bố mẹ. Thông qua những tình cảm yêu thương, cha mẹ sẽ hình thành cho trẻ thói quen quan tâm, chia sẻ với những người trong gia đình, giúp trẻ gọi tên cảm xúc của chính mình với vốn từ vựng cảm xúc như buồn, vui hay lo sợ. Và chính vì thế, chương trình rèn luyện trí tuệ You Can Do It cũng đã đưa ra một khung đầy đủ các nhân tố ảnh hưởng đến thành công và hạnh phúc của trẻ, cũng như hướng dẫn bố mẹ hiểu được tầm quan trọng trong việc tham gia của bố mẹ và sự hợp tác giữa gia đình, nhà trường trong quá trình giúp trẻ khám phá tiềm năng trong việc học cũng như những trải nghiệm tình cảm xã hội. Mỗi khóa học thì chúng tôi sẽ dạy ở trên lớp và có những trải nghiệm trên những chương trình dã ngoại, cũng như sẽ đưa tới cho phụ huynh những cái chương trình hội thảo dành cho phụ huynh, để ngoài việc là dạy ở trên trung tâm thì chúng tôi vẫn hướng dẫn phụ huynh làm sao hiểu được và dạy được trẻ, bởi vì là để mà rèn luyện được trí tuệ xúc cảm này thì phải có sự chung tay góp sức giữa nhà trường và gia đình. Trí tuệ cảm xúc có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển, trẻ sẽ bộc lộ khả năng giao tiếp, sự hòa đồng với bạn bè và thích ứng nhanh với cuộc sống. Điều này tạo cho trẻ một nền tảng tốt về nhân cách cũng như những kỹ năng cần thiết giúp trẻ có thể thành công vững chắc trong tương lai. Và với những chương trình rèn luyện trí tuệ cảm xúc như thế này sẽ là nơi nuôi dưỡng tâm hồn và phát triển trí tuệ cũng như tính cách cho trẻ vững bước trong cuộc sống sau này.